Tọa lạc ngay giao lộ Võ Văn Kiệt, Trần Đình Xu, khu vực trung tâm quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Garden Restaurant mang hai phong cách ẩm thực Á Âu với thực đơn vô cùng phong phú cùng những món ăn được chế biến từ thịt bò hảo hạng. Đến với Garden, thực khách có thể thưởng thức những món ăn đặc sắc nhất thế giới và được chiêm ngưỡng màn trình diễn vô cùng độc đáo trên bàn teppanyaki do bếp trưởng nhà hàng biểu diễn. Là thành viên Hiệp hội Kobe Nhật Bản, Garden cũng là đơn vị đầu tiên nhập khẩu trực tiếp bò Kobe nguyên con từ Nhật về Việt Nam bằng đường hàng không. Mới đây, nhà hàng cũng đã ra mắt các món điểm tâm sáng được chế biến từ bò Kobe và cung cấp nguyên liệu bò Kobe chuẩn A5 BMS 12 cho khách hàng có nhu cầu. Kobe nguyên con chính hiệu từ Nhật Bản được nhập khẩu thành công vào cuối tháng 4 năm 2022 vừa qua. Qua gần một năm thương thảo với những điều kiện đánh giá khắt khe và rất nhiều tiêu chí bắt buộc, sau cùng nhà hàng Garden đã chính thức vinh dự là thành viên của Hiệp hội Kobe Nhật Bản. Đây chính là bước ngoặt quan trọng cho việc nhà hàng Garden là đơn vị đầu tiên được phép nhập bò Kobe nguyên con chính thức về Việt Nam, nhằm giúp cho người Việt Nam thưởng thức được bò Kobe chính hiệu đạt tiêu chuẩn ngon nhất thế giới. Được mệnh danh là những con bò ăn thuần cỏ, nghe nhạc cổ điển mà lớn lên. Nguyên nhân của việc thịt bò Kobe đắt đỏ là bởi chúng rất hiếm, do nguồn cung ít ỏi, chi phí chăm sóc cao cũng như chất lượng thơm ngon độc đáo. Tại các trang trại nuôi, bò Kobe được đóng dấu tai cẩn thận và chúng cũng có giấy khai sinh riêng. Giấy này đảm bảo nguồn gốc thuần chủng của bò mẹ, cũng như ba đời tổ tiên của con bò. Sau khi bò Kobe đã lớn, chúng sẽ phải trải qua một quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi được mổ làm thịt. Những con bò xuất chuồng phải được mổ ngay tại khu vực chăn nuôi, sau đó đóng dấu của hàng loạt cơ quan chuyên trách của Nhật Bản, trong đó có đơn vị chuyên quảng bá thịt bò Kobe. Những con bò đủ tiêu chuẩn sẽ được mang bán đấu giá, con ngon nhất sẽ chỉ có tổng lượng thịt khoảng 470kg và có mức giá gần 2 tỷ đồng. Đơn hàng đầu tiên của nhà hàng Garden là một chú bò Kobe A5 BSM 12, là chú bò ngon nhất với tiêu chuẩn vân mỡ cao nhất của Nhật Bản, được mua đấu giá cao nhất. Sau khi ký hợp đồng, bò Kobe được giết mổ ngay tại lò mổ, nhanh chóng được đóng gói và đưa về nhà hàng Garden tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bằng đường hàng không để đảm bảo độ tươi ngon hoàn hảo nhất. Nhà hàng Garden đã tổ chức lễ nghênh đón trang trọng cho sự kiện này. Nhà hàng Garden hiện nay là đơn vị duy nhất đã nhập bò Kobe nguyên con về Việt Nam với trọng lượng lên đến 306kg cho 14 bộ phận. Việc bảo quản cho thịt bò Kobe luôn được tươi sống và không bị mất chất dinh dưỡng là một trong những việc quan trọng nhất sau khi nhập bò về nhà hàng. Khu vực bảo quản thịt bò Kobe luôn phải ở nhiệt độ từ âm 21 độ C. Đầu bếp của nhà hàng Garden là một trong những người Việt Nam đầu tiên được tách bò Kobe nguyên con với những miếng thịt tươi ngon nhất và thực sự vô cùng ngỡ ngàng với nét đẹp long lanh, được ví như những viên cẩm thạch mà thiên nhiên đã ban tặng cho cơ thể của chú bò Kobe khi được bóc tách ra. Bò Kobe là nguồn dinh dưỡng được xếp đầu bảng mà tạo hóa đã mang cho chúng ta. Điều bất ngờ hơn nữa là mỡ của bò Kobe có thể giúp giảm mức cholesterol xấu nhờ có sự cân bằng của axit béo thích hợp giữa omega 3 và omega 6 có trong từng thớ thịt, giúp tăng cholesterol tốt cho cơ thể. Với hàng trăm món ăn được các đầu bếp nổi tiếng tài hoa ở đây chế biến ra hàng trăm món ngon vật lạ như bò Kobe giác vàng, hoành thánh bò Kobe, cháo bò Kobe, hamburger bò Kobe nướng tái,